có rất là nhiều bạn hỏi nhung là cái cách mà chúng ta có thể set up một cái phòng và các bạn có thể dạy học online các bạn quay clip rồi các bạn làm tiktok youtube gì đó thì cách làm như thế nào để là vừa là giá rẻ nè di động và hiệu quả thì đặc biệt là rất là nhiều bạn hỏi nhung về những cái đèn background như thế này mình làm như thế nào tại vì bây giờ đang có xu hướng là các tiktoker và youtuber họ chuyển sang làm những cái đèn mà background đèn màu như thế này à, thì cho nên là nhung trong cái clip này nhung sẽ chia sẻ hết các tip cho các bạn và các bạn phải mua những cái dụng cụ gì các bạn phải set up cái chỗ mà các bạn quay ra làm sao thì có một cái clip nhung đã từng quay và hướng dẫn cho các bạn một số những cái thiết bị để các bạn làm nhưng mà cái clip này thì tập trung vào những cái mà nó theo trending là theo cái màu ở đằng sau này à, thì chúng ta mua cái dụng cụ như thế nào đây là một cái loại đèn mà nhung sử dụng ở cái bỏ phía sau cái ghế của nhung này thì những cái đèn này nó có tác dụng là giúp cho cái background của bạn nhìn đẹp hơn đây thay vì cái background của mình thường là cái tường của mình nó màu như cháo lòng gì đó rồi nó hoặc là nó nó gì có màu gì đó không đẹp thì cái việc khi mà các bạn có cái đèn background á, thì sẽ giúp cho cái cái background của những bạn nhìn đẹp hơn với thứ hai là cái có cái đèn ở đằng sau nó tập trung vào cái mặt của mình À, thì thì tức là cái nhìn cái clip của bạn nhìn nó hay nó đẹp hơn Đấy thì cái đấy là cái, cái tác dụng của những cái đèn background thì nhung có hai cái đèn ha um, thì nó nó y chang như thế này thì cái đèn này nhung cái mà nhung thích cái là nó rất là nhẹ và thứ hai là các bạn sạc được rồi xong là các bạn xài các bạn gắn ở sau chứ không cần phải dây nhợ gì á nó phức tạp đó thì các bạn uh, có thể mua cái loại đèn này ở trên shopee thì nhung sẽ để đường link để cho các bạn có thể mua à, rồi chúng ta sẽ có hai cái đèn ha một là các bạn có thể sử dụng cái đèn màu hồng này đây, là một cái đèn là cái đèn màu xanh thì các bạn đều có thể mua cái này nó rất rẻ và tiếp theo là chúng ta có cái đèn mà gọi là đèn livestream hình tròn như thế này thì có một cái sai lầm của Nhung là mua nhung mua cái đèn mà nó nó nhỏ quá à, thì nó chỉ có là hình như mươi 26 cm thôi Nếu được thì các bạn mua cái đèn lớn hơn thì nó chiếu vào cái mặt của bạn sẽ sáng hơn còn có những bạn mà mua những cái đèn màu này nó rất là bự nó nó chiếu sáng rất là nhiều thì nếu mà các bạn không có đi di chuyển nhiều như nhung á thì các bạn có thể chọn mua cái, cái loại đèn mà nó công suất nó sáng hơn đấy à, thì còn còn không những các bạn nào mà di chuyển nhiều hay chuyển nhà rồi đi đây đi đó á, thì các bạn sử dụng cái này thì nó rất là nhẹ và tiện lợi ha à, thì khi mà nhung quay á thì nhung bây giờ hiện tại là nhung đang quay camera bằng cái laptop của nhung là cái macbook em em 1 m 1 á thì cái cái chất lượng camera khá là tốt thì trước đây nhung có xài cái cái webcam C930 của Logitech thì các bạn nào mà muốn xài cái cái của bạn không được đẹp cái camera lap của bạn không được đẹp thì các bạn có thể xài cái 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 webcam hả cái webcam Logitech cái loại mà 930 cho đến cái loại mới nhất có cái cái chất lượng mà nó có cái chức năng filter nữa thì nó khá là đắt nhưng mà nó cũng đáng để đầu tư à, còn nhung à, bạn nào mà xài cái macbook như nhung thì các bạn có thể sử dụng cái 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 camera của mac thì nó cũng khá là đẹp rồi thì hiện tại thì bây giờ nhung đang quay bằng cái phần mềm là obs thì obs thì có chức năng là nhung có thể share nhiều màn hình một lúc thì nó cũng khá là tiện và khi mà các bạn livestream thì các bạn có thể livestream được trên Facebook, các bạn live được với YouTube luôn. Thì với OBS thì Nhung có thể làm rất là nhiều thứ thì nếu mà các bạn nào coi những cái khóa học miễn phí mini course của Nhung mà hướng dẫn kinh doanh các ngành thì các bạn sẽ thấy là Nhung sẽ có cái màn hình giống như thế này. Thì nó sẽ show được cả cái màn hình này rồi có cả cái mặt của Nhung này. Rồi rồi xong là nhung bỏ thêm một cái hình ở đây nữa để cho mọi người biết tham gia đến các khóa học của nhung hoặc là các bạn cũng có thể để thông tin ở những cái kênh của các bạn để mọi người follow thì có một cái mà bình thường thì nhung làm nhung hay để nguyên cả cái screen này trước đây thì nhung làm để nguyên cả một cái cái màn hình ở đây để share màn hình luôn thì lúc đó thì nhung bỏ cái cái mặt của nhung ở trên đây thì nó bị che mất một cái góc của màn hình cho nên là khi mà nhung design theo cái kiểu này thì nó nó show được nhiều thông tin hơn với thứ hai là nhìn nó cũng đẹp mắt hơn thì các bạn cũng có thể làm cái như vậy ở trên OBS rồi với những bạn nào mà muốn khi mà quay mà có cái âm thanh hay thì cũng rất là nhiều bạn hỏi cái nhung về cái mic này thì nhung cũng đây cái mic mà nhung đang xài là mic này nha các bạn đó nó hơi nặng nó hơi nặng một chút nhưng mà thực ra là cái âm thanh của nó rất là hay và nó chống được tiếng ồn thì nhung thấy rất là happy với cái cái mic này của nhung mua và nhung mua như là cái giá 3 4 triệu gì đó. Thì uh, khi mà Nhung quay uh, tất cả bằng livestream này, rồi Nhung quay khóa học thì Nhung sẽ sử dụng cái MacBook của Nhung để Nhung quay. Còn khi mà Nhung quay bằng TikTok á thì um, hay là Instagram hay những cái gì mà cần phải quay dọc bằng điện thoại thì Nhung sẽ sử dụng cái con iPhone uh, 12 Pro của Nhung và với một cái với một cái cây gậy tự sướng thì Nhung sẽ cho các bạn xem cái cây này nhé cây này nó kéo được khá là dài và nhung nhung rất là thích cây này thứ nhất là nó nhẹ này thứ hai là nó có một cái cái mà chế độ để cái bluetooth như này thì nhung sẽ bỏ ở trước cái cái set up thì y chang như thế này và nhung chỉ cần bỏ cái này để nhung cái cây gậy này và nhung gắn với cái điện thoại nhung quay thôi thì nhung thấy nó rất là tiện các bạn có thể sử dụng tất cả những cái công cụ mà nhung vừa mới chia sẻ cho các bạn tại vì nhung đã test qua rất là nhiều thứ rồi nhung làm rất là nhiều thứ và cuối cùng mà cái những cái cái này thì nhung thấy thích nhất và ban ngày thì uh, các bạn để ý khi mà các bạn dùng những cái um, cái đèn background này á thì các bạn chú ý là bạn phải đóng hết rèm đi thì nó mới focus được cái mặt bạn đây thì các bạn thấy là ánh sáng nó vào này nếu mà bạn mở thì rõ ràng là cái ánh sáng này nó sẽ mở có cái uh, cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào thì rõ ràng cái này nó sẽ bị mờ đi thực ra thì cũng không sao cả thì ban ngày có khi như cũng mở ra nhưng mà nếu mà uh, các bạn muốn rõ hơn á thì các bạn đóng lại thì nó sẽ rõ được cái mặt của các bạn như thế này đấy thì cái đây là các bạn đóng hết rèm lại cái phòng nó tối thì nó sẽ focus được cái mặt mình như thế này à,